Môi trường làm việc công ty chứng khoán nào đang tốt nhất hiện tại? Hôm nay mình Tuấn Hưng sẽ chia sẻ 5 phút cho anh chị em về cơ chế làm việc hấp dẫn cũng như áp lực tại VPS để tất cả anh chị có thể trả lời câu hỏi rằng VPS nếu là số 2 thì không ai là số 1. Video ngắn 5 phút này mình sẽ chia sẻ về cơ chế hoa hồng, cơ hội thăng tiến, áp lực cũng như sự hấp dẫn trong công việc nếu bạn tham gia tại VPS. Đầu tiên nói về cơ chế lương thưởng hoa hồng đi. VPS là một trong những công ty chứng khoán chi trả mức hoa hồng lớn nhất trên thị trường hiện tại với 68% dành cho nhân viên, cao hơn rất nhiều so với các công ty khác, ví dụ SSI, MBS, BND. Ngoài ra, VPS có một cơ chế đặc biệt, đó là hoa hồng quản lý. Có nghĩa bạn có hưởng một phần hoa hồng nhỏ của đội nhóm, nhân viên, phòng ban phía dưới bạn. Điều đó giúp cho bạn luôn luôn có động lực tuyển dụng, đào tạo nhân viên, cộng tác viên hiệu quả ở phía dưới bạn để bạn có thể hưởng được mức hoa hồng đó. Và mức hoa hồng đấy nếu ở các cấp quản lý lớn, ví dụ giám đốc đầu ngành thì không nhỏ đâu. Và đấy mình nghĩ rằng là giám đốc VPS khá là giàu rồi nhé. Vấn đề thứ hai mình chia sẻ đó là môi trường làm việc. VPS là một công ty tạo điều kiện tối đa cho bạn có thể thoải mái, hoạt động hiệu suất cao nhất. Bạn ở ngoại tỉnh hoàn toàn có thể đăng ký làm việc tại nhà, setup một văn phòng thật đẹp, hoặc bạn có thể ngồi tại cà phê, ngồi tại bất cứ nơi đâu, miễn là bạn hoạt động hiệu quả, tư vấn tốt cho khách hàng, tìm kiếm được nhiều khách hàng giao dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ của bạn. Quá tuyệt vời. Mình nghĩ nó sẽ tiết kiệm cho bạn rất nhiều tiền bạc để trong quá trình di chuyển, ngoại giao, thời gian, ví dụ Hà Nội tắc đường hàng ngày đến hơn tiếng đồng hồ, và tiết kiệm được năng lượng cho bạn thỏa sức sáng tạo. Và môi trường ở nhà đôi khi giúp bạn có không gian làm việc tốt nhất để live stream, để tập trung nhất, đúng không? Mà các công ty chứng khoán truyền thống không có. Họ thường xuyên bắt nhân viên lên điểm danh vân tay làm những công việc văn phòng. Đó là điều nguyên công ty chứng khoán VPS hỗ trợ tối đa cho nhân viên. Còn nói gì về áp lực đi, tích cực rồi đúng không? Bạn sẽ là hơi áp lực nếu thực sự bạn là con người lười biếng mà muốn tham gia VPS. Bởi vì các bạn có thể nhìn thấy, ví dụ mình hiện giờ đang làm trưởng phòng của VPS, đang ở trong một kỳ nghỉ du lịch nghỉ lễ 30 tháng 4 tại Đà Lạt cùng mọi người, nhưng mình vẫn dành thời gian để làm các video chia sẻ, có thể là về nhận định thị trường, có thể là đây là một video chia sẻ về công việc dành cho cộng tác viên hoặc các bạn nhân viên công ty khác. Nếu bạn lười biếng, bạn nhìn vào mình, bạn sẽ thấy khá áp lực, hoặc bạn sẽ thấy áp lực khi 3 giờ chiều nhiều công ty khác nghỉ ngơi, ngồi trà đá, cắp tách calat đi về, thì nhân viên VPS liên tục lao vào làm các video nhận định thị trường, phân tích cổ phiếu trên YouTube, viết nhận định trên diễn đàn, nhắn tin Zalo hỏi thăm khách hàng, danh mục anh chị đợt này thế nào, có tốt hay không, có cần hỗ trợ gì không. Đấy, nếu bạn lười biếng bạn sẽ thấy rất là áp lực. Tuy nhiên, áp lực thì sẽ có cơ hội. Bạn phải biết rằng VPS là một trong những công ty top đầu thị phần hiện giờ 20%. Và đương nhiên biển lớn thì rất nhiều cá lớn nếu bạn thực sự có năng lực. Tại sao bạn không làm được điều đấy? Và VPS là một trong công ty rất là fair, đó là cộng tác viên có quyền lợi chuyển đổi khách hàng tương tự như nhân viên chính thức. Điều đó có nghĩa rằng vừa áp lực vừa cơ hội. Nếu bạn là một cộng tác viên tốt, ở mức khởi điểm bạn có khả năng tư vấn tốt, tìm khách hàng tốt, bạn hoàn toàn có thể thu nhận một lượng khách hàng từ nhân viên chính thức khác nếu họ yếu kém. Tuy nhiên đó cũng là áp lực để giúp nhân viên chính thức luôn luôn tiến bộ. Nếu bạn là nhân viên chính thức mà yếu, hoàn toàn khách hàng của bạn có thể xin chuyển đổi sang cộng tác viên và bạn sẽ mất khách hàng. Rất là win và fair phải không? Và mình nghĩ đấy là một cơ chế khiến cho nhân viên VPS hiện giờ đông đảo nhưng chất lượng bậc nhất, không có một công ty nào có thể sánh bằng. Mặc dù số lượng quá nhiều thì đương nhiên sẽ có một vài trường hợp yếu kém, nhưng mình nghĩ đó chỉ là những bạn sẽ sớm bị đào tải. Còn nếu bạn là người chăm chỉ, tại sao không mạnh dạn vươn ra biển lớn, đúng không? Hãy nhìn vào những bạn chăm chỉ, mặc dù cộng tác viên có thể thu nhập đến 40-50 triệu, hãy nhìn vào những trưởng phòng thu nhập hàng trăm triệu đồng để làm động lực. Mà nếu bạn cảm thấy đây là một mức thu nhập bạn xứng đáng có, bạn có năng lực, có khả năng tư vấn, có lượng khách hàng sẵn có lớn, tại sao bạn không tham gia VPS mà lại hài lòng với mức thu nhập chỉ 10-15-20 triệu ở một công ty chứng khoán bình thường? Và mình thực sự là có rất khả năng truyền đạt kinh nghiệm cũng như đào tạo để giúp các bạn bổ sung những điểm yếu. Nếu bạn biết tư vấn tốt nhưng yếu về marketing, hãy liên hệ với mình. Nếu bạn giỏi marketing nhưng vẫn yếu về tư vấn, mình cũng có thể hỗ trợ các bạn những người có support về kỹ thuật tốt để giúp bạn hoàn thành, bù lấp những điểm yếu của bạn trong công việc. Và mình nghĩ
sẽ rất nhiều người cân đối việc sang VPS sau khi nghe video này. Và nếu anh chị em có thể là biết những bạn nào đang làm công ty chứng khoán khác mà đang không hài lòng về công việc của mình, thì có thể bảo bạn ấy liên hệ với mình qua số điện thoại trên video, và mình sẽ sẵn sàng phỏng vấn cũng như tạo điều kiện cơ chế tốt nhất. Và VPS đang có một chương trình cực kỳ đặc biệt, hoa hồng cực lớn mà mình đã chia sẻ ở video trước đó, dành cho nhân viên chính thức tại công ty khác muốn sang VPS đầu quân. Và mình nghĩ đây là một video chia sẻ ngắn nhưng khá là đầy đủ để cho anh chị em có thể góc nhìn toàn cảnh về công việc hấp dẫn cũng như áp lực khi đã tham gia VPS. Và chúc tất cả anh chị em một kỳ nghỉ lễ vui vẻ cùng gia đình, và nhớ like, follow kênh Chứng khoán Tuấn Hưng để có những video gồm cả phân tích kỹ thuật, phân tích cổ phiếu và chia sẻ cơ hội làm việc tốt nhất nhé. Tuấn Hưng xin chào và cảm ơn tất cả quý vị.